Như báo An ninh Thủ đô đã đưa tin, vào đầu tháng 9, một vụ trộm cắp đã xảy ra tại cửa hàng quần áo trên phố Cầu Giấy thuộc phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Kẻ gian là một cô gái trẻ, ăn mặc lịch sự như nhân viên văn phòng và đã dùng chìa khóa tự đánh để mở tủ gửi đồ, lấy túi, ví của khách. Cụ thể, đối tượng đeo kính trắng, mặc áo đen, váy trắng, đi giày cao gót khiến ít người đề phòng. Tuy nhiên, kẻ trộm cắp này có dấu hiệu chuyên nghiệp khi nắm rõ vị trí camera trong cửa hàng và luôn lấy tay che mặt khi đi vào khu vực ghi hình. Bên cạnh đó thì còn chuẩn bị sẵn chìa khóa phụ của tủ gửi đồ đã được đánh từ trước. Nhờ vậy, việc lấy trộm túi và ví của khách được đối tượng này thực hiện rất dễ dàng. Có thể coi tủ gửi đồ như một lỗ hổng an ninh đang tồn tại ở không ít cửa hàng, siêu thị hiện nay. Báo đi Thủ đô đã có một thông tin về kẻ gian có chìa khóa tủ gửi đồ và có thể trộm cắp trong quần áo. Hai tin báo trên Thủ đô sẽ khảo sát nhỏ xem các cửa hàng thực trang này có đảm bảo an ninh không. Sau khi vào cửa hàng thì tôi đã có thể dễ dàng cầm chìa khóa tủ gửi đồ ra ngoài. Vậy thì nếu là kẻ gian, họ có thể lấy chìa khóa và đem đi đánh thức cái tương tự để mang vào cửa hàng tủ gửi đồ. Cảm ơn bạn đã nhận lời trao đổi với cả phóng viên báo An ninh Thủ đô. Xin bạn cho biết cửa hàng mình có ý định gì để mà nâng cao cái an toàn bảo mật cho cái tủ gửi đồ không ạ? Bởi vì như theo như phóng viên có thật đây thì có những cái chìa khóa này thì hoàn toàn có thể mang ra ngoài và đánh chìa. Hiện tại thì em khóa thì chưa có từ hay là bảo vệ luôn, nhưng mà em chỉ có khóa ổ bình thường này, và nếu như mà khách mang đồ vào gửi thì bọn em cũng sẽ nhắc là khách cho cầm theo những đồ giá trị như là điện thoại, như ví tiền. Vâng, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn đã nhận lời chia sẻ với phóng viên của báo An ninh Thủ đô. Xin bạn cho biết cửa hàng của bạn đã từng gặp phải cái tình trạng là kẻ cắp vào và lợi dụng là lấy cái chìa khóa của tủ gửi đồ mang ra ngoài đánh và hôm sau ăn cắp chưa? Dạ, em có rồi. Bạn có thể kể chi tiết hơn về cái sự việc đấy không ạ? Đây là lúc đấy có một chị khách vào ấy, thì chị đấy có gửi đồ và lấy cái chìa khóa đó và đi ra ngoài đánh chìa khóa khác vào. Hôm sau vào mở tủ và lấy đồ ngoài. Và đây này. Vậy sau đó thì tức là cửa hàng có cái biện pháp gì ạ? Cửa hàng em vẫn gắn chip vào chìa khóa đó. Thì khi mà khách cầm chìa khóa ra ngoài cửa ấy, thì chip sẽ kêu. Và mình gắn vào đây thì đảm bảo đồ của khách để trong tủ an toàn hơn. Vâng, cảm ơn bạn. Thực tế là nhiều cửa hàng hiện nay còn chưa chú ý đảm bảo an toàn cho tủ gửi đồ, hoặc có những nơi đã ý thức mã từ vào chìa khóa tủ để tăng tính bảo mật. Song kẻ gian luôn chuẩn bị sẵn tâm lý nhằm thực hiện hành vi của chúng, như gỡ mã từ trên chìa ra nếu phần gắn không đủ chặt. Do vậy, bản thân mỗi khách hàng cần tự có ý thức bảo vệ tài sản cho mình nếu như không muốn rơi vào cảnh mất tài sản chỉ vì đã tin tưởng gửi gắm vào tủ gửi đồ.